ai chả muốn nhảy vào cái nghề này rồi mẹ múc luôn oánh ầm ầm nhưng mà bạn ơi bạn đi làm bất cứ lĩnh vực nào thế mới đầu vào mình lóng ngóng lắm tôi mà bây giờ chuyển sang buôn cám như thằng trường ấy tôi cũng lóng ngóng đằng này vừa vào cái tôi vẽ kế hoạch mở 50 đại lý trên toàn quốc mẹ mày, mày phá sản sớm mày cứ thành công một hoặc hai cái đại lý đi đã đúng không thằng trường đấy đúng nghề nào nó chả thế vừa vào khuẩn hết tiền nó oánh tóa hỏa thằng này xong vay biết thầy nãy nó lên tâm sự thầy ạ, em định đăng ký 10 người đấy nhưng mà mong thầy tạo điều kiện vì không giấu gì thầy vừa rồi em bị gãy đòn gãy đòn <laughs>